Ok, chào các anh chị. Thì đây là cái video hướng dẫn anh chị khôi phục cài đặt gốc của cái con Galaxy J7 Pro. Thì trên cái móc phone ấy, thì đầu tiên thì anh chị chọn một máy làm máy chính. Sau đấy thì mình sẽ vuốt lên menu, search từ khóa setting. Thì đối với một số anh chị mà dùng các cái tool, ví dụ như là dùng các cái cài các app TikTok, BeGo thì nó giới hạn tài khoản. Ví dụ như là TikTok thì chỉ được giới hạn là 8 tài khoản trên một máy thôi. BeGo thì là 10 tài khoản. Hoặc là Shopee. Shopee anh chị đặt đơn xong thì muốn xóa sạch toàn bộ thông tin đi thì chúng ta vào cài đặt này, sau đấy thì vào About Phone. Vào About Phone sau đấy thì chúng ta kéo xuống dưới có một cái dòng là dòng Reset. Anh chị chọn là Factory Data Reset. Đấy, bấm Reset một lần nữa. Delete all. Đấy thì toàn bộ máy thì nó sẽ khôi phục về cài đặt gốc và nó xóa toàn bộ thông tin đi. Thì anh chị chờ tầm độ khoảng mất tầm 5 phút. Đấy thì chờ một lúc máy nó sẽ tự động nó khởi động lại. Đấy, sau khi mà máy khởi động lại ấy, thì nó sẽ dừng lại ở cái màn hình logo này. Thì chúng ta chờ một lúc nữa. Thì khi nào nó sẽ vào đến màn hình home là thành công. Đấy, sau khi chờ tầm độ khoảng từ 3 đến 5 phút thì máy đã khởi động vào màn hình home rồi. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta lại đang gặp một cái tình trạng, tức là màn hình nó cứ bị phóng to thu nhỏ như thế này. Đấy, thì đây là do chúng ta chưa tắt cái chế độ NFC đi, thì những cái con máy trong móc phone ấy để cạnh nhau thì nó sẽ bật sang cái chế độ ở truyền file thông qua NFC. Đầu tiên thì anh chị chọn tất cả các máy. Anh chị chọn back cho nó về màn hình chính hết. Đấy, có thể là nhấn back hoặc là nhấn chuột phải nhé. Back và chuột phải thì như nhau. Đây anh chị kéo lên vào setting này. Tiếp theo vào connection. Có cái NFC and payment anh chị tắt đi. Đấy, tắt đi là nó sẽ không bị cái hiện tượng là phóng to thu nhỏ màn hình nữa rồi. Thì bây giờ thì nó đã trở thành một cái con máy xóa toàn bộ thông tin rồi. Anh chị lại có thể là đăng nhập các tài khoản vào dùng như một con máy mới. Rồi, ok thì hẹn gặp lại các anh chị ở những cái video tiếp theo. Nếu anh chị nào có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua Zalo 0969614666. Em xin cảm ơn.